từ 3 năm vừa rồi, 2 năm vừa rồi, 1 năm vừa rồi, và chúng ta có những sự so sánh để xem là chúng ta phát triển như thế nào, chúng ta không đủ ra sao trong 1 năm vừa rồi các bạn nhé. Các bạn rất là nhiều, và bây giờ tôi sẽ cho anh em email để thực hiện một tí. Thank you.